Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục của lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 847 ngày 26 tháng 3 năm 2024 đối với đối tượng Lê Tuấn Cường, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại khối 9 phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội tham mô tài sản. Cũng phạm tội tham mô tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 04 ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Công an huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An là đối tượng Văn Thị Hồng, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại trường tiểu học Đặng Thai Mai, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã số 07 ngày 19 tháng 1 năm 2014 đối với đối tượng Đậu Thị Hồng, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại xóm 11, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Tôn Thị Lân, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xóm 10 xã Thanh Long, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, phải nhận quyết định truy nã số 09 ngày 3 tháng 12 năm 2014 của Công an huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An, cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069 234 5860 và 069 232 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện